Vừa rồi thì em có xuống tiền mua một cái lô đất thì vừa xây, vị trí mình mua nó cũng đẹp, bọn em gom được khoảng tầm 5-6 lô ở khu vực đấy. Xong khi đó là em chỉ cần vừa xây lên 1-2 lô cái thì đất ở cả khu vực nó đã tăng giá lên rất là nhiều rồi. Thì vừa mới xuống tiền khoảng 1 tháng thì người khác đã vào mua tranh 600-700 triệu rồi. Thì thấy nó thấy cái để mà kiếm tiền được thì trong cái lĩnh vực bất động sản này thấy nó cũng khá là nhàn. Tôi muốn mời các bạn nghe chia sẻ, đây là câu chuyện của một học viên coaching. Sau khi mà học xong, ngày xưa bạn ấy làm về cái bên hải quan đấy, xuất nhập khẩu đấy. Thế sau khi mà học xong thì bạn ấy quyết định bạn ấy nghỉ việc. Đấy, sau đó thì bạn ấy bước vào lĩnh vực bất động sản. Thì ban đầu thì bạn ấy cũng tham gia mở một cái văn phòng. Nhưng mà sau đó thì bạn ấy quyết định chọn sự nghiệp là mua đất xây nhà bán. Mời các bạn nghe một cái câu chuyện của bạn Quý, học viên coaching của Nick. Em thì đầu tiên thì cũng cũng không có nhiều tiền và cũng 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 lơ mơ trong cái cách để mà tìm cách kiếm tiền ấy. Thì cũng may mà khi được thầy hướng dẫn, sau khi học các kiến thức của thầy thì em chọn cái công cụ là mua xe bán, vì là cái biên lợi nhuận của nó khá là ổn, biên lợi nhuận khá là ổn. Và thứ hai là khi mà cái mình làm đẹp trực tiếp cho cái sản phẩm ấy thì là mình chủ động mình làm cho cái giá sản phẩm mình nó tăng lên. Thì cũng may cái năm vừa rồi thì cái thị trường bất động sản của cả nước em thấy là cái tốc độ tăng giá của nó rất là mạnh. Thì nó cũng có hai cái nhược điểm, vừa có nhược điểm mà vừa có ưu điểm, tức là mình mua rồi thì mình lãi cũng rất là nhanh, nhưng có cái nhược điểm là mình mua rồi thì đôi khi mình lại phải mua đuổi giá, nên là cái lợi nhuận của đất thì nó cũng khá là cao, nhưng lợi nhuận của xây thì đôi khi nó cũng bị giảm đi một chút. Nhưng mà sau khi mà em tìm được một cái công cụ mà em cảm thấy phù hợp thì bây giờ cảm giác nó kiếm tiền nó cũng không còn khó khăn nữa. Mình muốn kiếm vài trăm triệu hay 1 tỷ mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như là vừa rồi thì em có xuống tiền mua một cái lô đất thì vừa xây, vị trí mình mua nó cũng đẹp, bọn em gom được khoảng tầm 5-6 lô ở khu vực đấy. Xong khi đó là em chỉ cần vừa xây lên 1-2 lô cái thì đất ở cả khu vực nó đã tăng giá lên rất là nhiều rồi. Thì vừa mới xuống tiền khoảng 1 tháng thì người khác đã vào mua tranh 600-700 triệu rồi. Thì thấy nó thấy cái để mà kiếm tiền được thì trong cái lĩnh vực bất động sản này thấy nó cũng khá là nhàn. Khá nhàn thì cũng năm vừa rồi cũng may ở trong trong cộng đồng của mình có bạn Dung nữa. Bạn Dung thì cũng theo cả, bạn có chia sẻ lại cho em thì trong vòng cũng chưa đầy 1 tháng thì cũng cũng vất em cũng vất khoảng chưa đến 2 tỷ vào, đến bây giờ đã được chưa đến 2 tuần đã lãi khoảng tầm gần 1 tỷ rồi, hơn 800 triệu rồi. Năm nay Tốt, cũng là một tốt. năm khá là thành công về tài chính, và hy vọng là năm tới thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Và năm nay về mặt quy mô thì hiện tại là năm nay em khởi công khoảng tầm 44 căn nhà. 44 căn Tốt. nhà thì những cái căn đầu năm xây thì cũng bán được gần hết rồi, còn lại là một một số thì nó phải đến cuối năm nó mới hoàn thành và nó cũng ăn sang năm sau. Nhưng mà cái giá đất tăng khá là đột biến nên là khả năng là lợi nhuận nó cũng rất là ổn. Vâng, và như bạn thấy câu chuyện của bạn Quý rất là hay ạ. Hơn 1 năm đấy, 1 năm rưỡi, chưa đầy 1 năm rưỡi. Nên là tôi nghĩ là rất nhiều anh em là đôi khi là khi mình nắm được một cái công cụ, khi mình làm chủ được một cái công cụ. Rất nhiều người cứ bảo tôi thiếu vốn. Không phải bạn thiếu vốn, bạn phải làm chủ được một cái công cụ nào đó. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này, bạn làm chủ được cái công cụ, làm chủ được cái địa bàn, làm chủ được những cái kỹ năng trong kinh doanh và đầu tư bất động sản là bạn kiếm được tiền thôi. Nó rất là hiển nhiên, được chưa ạ? Nó rất là hiển nhiên thôi. Chịu khó trồng lúa thì sẽ gặt lúa thôi. Đó, bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Thế mình chịu khó trồng lúa, mình gieo cấy thì mình sẽ gặt thôi. Thế còn mà không trồng và mà đòi gặt, nó hay nói câu là gì nhỉ? Từ trên trời mà rơi xuống ấy thì nó chỉ có nước mưa mới lại phân chim thôi, được không ạ? Rồi, nên là nhiều anh em thì chờ mới chờ đợi và không trang bị và trước khi ra chiến trường đấy, thì xông lên thì chỉ có bị bắn chết thôi, ngắn gọn thế thôi. Đây là chia sẻ của bạn Hằng ở Bình Phước rồi, và gia đình bạn ấy cũng có cái mảnh đất rất là lớn ở Vũng Tàu. Em chào tất cả các anh chị. Sau khi học cái bài học của thầy xong á, thì em nhớ lại cái quá khứ lúc em ở bên Nhật. Nhật Bản là một đất nước rất là đẹp, ăn uống thì rất là sạch sẽ, về cái y tế của họ thì là số 1 thế giới luôn. Nhưng mà khi mà em làm thì có rất là nhiều tiền,
Nhưng mà một năm thì Nhật Bản thường xảy ra động đất một vài lần. Mỗi lần như vậy á, thì ở bên Nhật đó, người ta chỉ cho mình là hãy chui xuống dưới cái gầm bàn. Ở bên Nhật đó thì không có tủ hay là kệ cao gì hết, tại vì hay xảy ra động đất, cho nên là người ta sẽ không làm những cái tủ cao như vậy. Thì chỉ có những cái bàn ở trong trong phòng của mình thôi, cái bàn làm việc hoặc là cái bàn ăn cơm á. Cái mỗi lần như vậy á, em toàn phải chui cái đầu xuống dưới cái gầm bàn đó. Mà lúc đó là em nghĩ là trời, tại sao cuộc sống mình lại như thế này, tại sao mình không trở về Việt Nam mình làm một cái điều gì đó, tại sao bây giờ mình cứ đi làm công ăn lương, và lương dù có rất nhiều nhưng đến lúc mình chết mình cũng không biết làm, không không được chết tại quê hương, không được gặp được người thân mình luôn. Xong em mới lên mạng để search, để xem những cái khóa học làm giàu. Thì lúc đó thì em đọc được cái quyển dạy con làm giàu đó, thì nói là mình phải có một chuyên gia tài chính hoạch định kế hoạch tương lai cho mình và cách đầu tư cho mình. Thì lúc đó em mới tìm các thầy, cuối cùng là em tìm được thầy thầy Nguyễn Thành Tiến. Em rất là nể thầy từ khi em ở bên Nhật luôn. Sau đó em quyết định về Việt Nam và em sẽ nhất định phải học một khóa học của thầy, vì người ta nói là muốn gặp được một chuyên gia tài chính bạn phải bỏ ra rất nhiều tiền. Nhưng mà thật sự khi mà em học rồi, em có những cái cơ hội đến với em như thế này á, thì cái số tiền này em bỏ ra đi học nó chẳng đáng gì cả. Bây giờ chỉ có vài tháng thôi là em đã lấy được lại cái số tiền hơn cái số tiền em đi học nữa. Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Bao nhiêu bạn thấy là cái chia sẻ của bạn Hằng cũng rất là hay ạ, bạn Kim Hằng. Tức là có những người khi mà các bạn ấy đến nick thì có những bạn là cũng, tôi nghĩ là rất nhiều người thay đổi lớn. Tức là tôi hay nói vui là bước ngoặt, gọi là bước ngoặt trong cuộc đời. Có người thì nghỉ việc, có người thì bán nhà, có người thì thậm chí là về nước. Được chưa? Có người thì đổi tên, có người thì thay số điện thoại. Thế tại sao lại đổi tên? Bởi vì trong cái phần hướng dẫn thì nhiều lúc mà tôi cũng hay nói vui về cái câu chuyện là đặt tên như thế nào thì cuộc đời như thế. Thế thì không phải là cứ tên hay thì sẽ thành công, nhưng mà những người thành công thì tên thường hay. Thế nếu như mà cái tên của mình nó không hay ấy, mà nó không có ý nghĩa ấy, trong nhiều trường hợp bạn nên tự tạo cho mình một cái tên. Đây là một cái bài học rất là hữu ích cho nhiều bạn. Đấy, tôi ví dụ như là Bác Hồ đi, thì mỗi thời điểm có những cái tên khác nhau. Nguyễn Ái Quốc và có nghĩa là gì, là mình Nguyễn Tất Thành có nghĩa là gì, Nguyễn Tất Thành là nhất định là sẽ thành công, đúng không? Rồi Ái Quốc là yêu nước, đúng không? Hồ Chí Minh, chí là ý chí, minh là thể hiện cái trí tuệ, cái sự sáng suốt ở đó. Thế thì tôi chia sẻ với bạn là bạn là giống như rất nhiều ca sĩ thôi, bạn phải có nghệ danh, đồng ý không ạ? Chuyện đấy rất bình thường. Thế thì không cần phải thay đổi tên trên chứng minh thư, bạn cứ giữ nguyên như thế. Tôi ví dụ một bạn học viên của tôi thì bạn ấy là tên là Ngô Hoàng Hải. Thế nhưng sau đó thì khi được học cái bài học đó thì bạn đổi tên thành Ngô Sinh Lộc. Sinh Lộc có nghĩa là tạo ra luôn. Thế thì cái bài học ở đây là trong nhiều trường hợp có những bạn phải đổi tên, tên của bạn nó hơi xấu, tên của bạn nó hơi vô nghĩa. Thế thì đặt tên như nào đời như thế, đặt tên công ty luôn cũng quan trọng luôn. Đặt tên công ty như nào đời cũng như thế luôn. Thế một số bạn mà ngồi ngẫm lại ấy, thì bạn sẽ hiểu cái điều tôi chia sẻ. Thế chúng ta vừa xong cái một câu chuyện, một bạn ở Bình Phước, một bạn ở Hải Phòng, đúng không? Tôi muốn mời các bạn nghe một câu chuyện chia sẻ nữa. Một bạn này thì đúng là cũng có những người là xuất phát điểm thấp, thế nhưng mà cũng hành động rất là nhanh, quan điểm rất là rõ ràng. Có những người thì tôi thấy là cái được nhất đó chính là họ rất là thẳng thắn trong cái quan điểm về phát triển cá nhân. Rồi, thế xin mời đất mình, mời các bạn nghe chia sẻ của một bạn ở Vĩnh Phúc. Bạn ấy cũng đã mở văn phòng bất động sản này, cũng đã hành động này, cũng đã đầu tư này, cũng đã kiếm được tiền này. Rồi, ok, xin mời đất mình. Dạ, vâng. Trước tiên thì cho Sơn cảm ơn thầy, xin chân thành cảm ơn thầy Tiến đã chia sẻ cho các em, và các em cũng đã học được rất nhiều kiến thức hay từ thầy, cũng như là có một cái cộng đồng link cực kỳ chất lượng. Từ cái cộng đồng đấy Sơn cũng có được những người bạn mới và cũng như là có những cái kiến thức mới. Và đặc biệt là Sơn là tham gia khóa học của thầy Tiến là bắt đầu từ tháng 8 năm 2020. Nhưng mà đến bây giờ thì thực sự đó là một cái thành tích vô cùng lớn đối với bản thân Sơn. Đấy là cái điều mà Sơn rất biết ơn thầy. Với Sơn thì hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thì cũng đã bị thất bại từ năm 2016, cuối 2016 đầu 2017. Và đang trong cái thời kỳ khủng hoảng nhất thì lại được gặp thầy Tiến. Ở trong đáy xã hội mấy năm rồi thì lại gặp được thầy Tiến, rất là may. Thầy Tiến nó như một cái phao cứu Sơn lên ấy. Trong cái thời kỳ năm ngoái 2020 ấy, thì Sơn còn đang loay hoay không biết làm cái gì để mà kiếm một vài trăm nghìn để duy trì cuộc sống. Và đến năm nay thì với cái thành tích ví dụ như đến bây giờ
Sau khi học xong thì Sơn cũng có nói với gia đình cũng như anh em bạn bè, bảo nếu mà với cái kiến thức có hiện tại giờ để kiếm từ 1 tỷ đến 3 tỷ trên một năm nó không phải là khó. Và đến cái cuối năm này thì những cái lời nói của Sơn thì gần như nó được chứng minh, và cái đấy là phải biết ơn thầy rất là nhiều. Với những cái cơ hội đang có trong tay và những cái kiến thức mình đang có, mình cảm thấy là kiếm những cái đồng tiền nó không hề khó mà trước đây mình giải mã mãi không ra. Lại quay lại nhớ một cái câu nói của thầy là càng nghèo thì lại càng phải học, mà càng giàu thì cũng càng phải học. Có nghĩa là không thể nào tránh được khỏi cái học. Muốn giàu thì phải học mà thì mới tiến bộ được. Thì cái đấy, cái câu nói mà Sơn phải nói là nó rất là thấm thía, thì nó đã được chứng minh. Và đấy là cái câu chuyện của Sơn trong cái quá trình sau cái thời gian Sơn đi học, và cũng là dẫn dắt được một số các anh em đi đầu tư theo mình, và cũng có những cái thành công nhất định để cho các anh em là thay đổi được cái cuộc sống. Đấy là cũng là cái mà không những là thay đổi cho bản thân mình mà có thể thay đổi được cho rất nhiều người khác. Đấy là cái vô cùng biết tuyệt vời và vô cùng biết ơn thầy Tiến. Sơn cũng xin cập nhật. Rồi, vừa nãy là cái chia sẻ của bạn Sơn. Thế thì thực ra là lúc đầu bạn ấy không có vốn, thì bạn ấy đầu tiên bạn phải làm môi giới, giới thiệu một số cái tài sản. Thế sau đó thì từ cái hoạt động môi giới thì mình bắt đầu có thu nhập. Có thu nhập mà một số tài sản bạn đi mua thì thực ra bạn đòn bẩy, bạn đi vay thêm hoặc là bạn đặt cọc, sau đó bạn bán chênh. Thế thì tôi chia sẻ bạn là bất động sản nó có cái hay là như này: đánh ngắn cũng được và đánh dài cũng được. Đấy, tức là mua mà đầu tư lâu dài cũng được, đánh ngắn tức là mua vào bán ra ngay cũng được, và phù hợp với người ít tiền tức không có đủ nào cũng có thể bắt đầu được. Chúng ta có thể bắt đầu với những công cụ ít tiền, tôi ví dụ như là môi giới bất động sản, mở văn phòng bất động sản, thuê cho thuê lại, đặt cọc bán chênh, vân vân. Nó có rất nhiều cái kỹ thuật khác nhau. Thế thì ít tiền cũng làm được và nhiều tiền cũng làm được. Và hầu hết những người giàu ấy thì tất nhiên là khi mà chiến thắng ở rất nhiều thị trường chứng khoán, thị trường đồng tiền kỹ thuật số, họ cũng thường thả tiền về bất động sản. Gần đây tôi có coaching cho một trường hợp, một cái bạn học viên này thì bạn ấy chiến thắng ở thị trường đồng tiền kỹ thuật số. Thế sau đó thì cũng chuyển sang mua bất động sản Vendo, mua biệt thự Vendo nữa. Và gần đây thì cũng khoe với tôi là đang vào một cái trận đánh khoảng 100 ô đất. Thế thì bao nhiêu bạn đồng ý ạ? Dù bạn chiến thắng ở thị trường nào thì bạn cũng sẽ mang tiền về bất động sản ạ. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Đó. Bạn chiến thắng ở doanh nghiệp, bạn chiến thắng ở đồng tiền kỹ thuật số, bạn chiến thắng ở chứng khoán, rồi bạn cũng sẽ về đất thôi.